Xin chào anh em, giới thiệu với anh em một cây đàn guitar Aria Acoustic hàng bãi Nhật nha anh em nha. Cái Aria này được sản xuất tại Korea, tự vì nó có ghi Made in Korea cho nên mình mới biết, chứ không cũng không biết luôn. Để mình coi modem của nó là AMB35BS series 121033 gì đó. Ok, cây đàn chất lượng tốt nha anh em nha. Cây này action đàn rất là êm tay. Action là cái độ cao của anh em, độ cao của dây á, rất là êm nha, cần phím ngon lành, âm hay luôn. Ngoại hình đàn thì đẹp, có hơi lướt xước đàn cũ mà nè, đàn cũ đã qua sử dụng thì việc nó lướt xước, nó chạy nhẹ là chuyện bình thường, thậm chí nó chạy nặng nó hư luôn anh em. Còn cây này nó không bị nha, mình nói thí dụ cho anh em coi thì đàn cũ mà mỗi cây nó có một cái độ cũ khác nhau thì nó càng cũ thì nó càng rẻ, nó càng đẹp nó càng cao tiền nha anh em nha. Để mình xác định cái mức giá của nó. Cái đàn này là thuộc dạng là đẹp rồi nha anh em nha, thuộc dạng là đẹp và tự nhiên nó lâu năm mà nó còn giữ được nhan sắc như vậy là nó đẹp rồi nha anh em nha. Mình không có thể đòi hỏi nó là giống như mới sản xuất ra thì giá nó lại cao nữa, nó hơi sức sức ở đây nè anh em, nhẹ nhẹ thôi nha, không chày vào sơn, có nghĩa là ở ngoài thôi, không chày vào sơn nha, nhỏ nhỏ linh tinh thôi. Còn lại chất âm thì tốt, ngon lành hết, EQ hai nấm, EQ Nizin theo đàn nha anh em, sản xuất là có sẵn luôn. Nát mình sẽ test EQ cái nó đi cho anh em coi luôn. Ngoại hình đàn lưng đây anh em, lưng ok nha, ốc đeo dây thì nó có sẵn rồi, thường những dòng đàn này nó có ốc đeo dây sẵn rồi nha. Đó, ngon lành luôn nè, ở đây nó có chữ Made in Korea nè. Đó, tem dán nè anh em. Tem này nó cũng muốn bung đến nơi à. Còn ở trong thùng, ở trong cái tem này nó cũng có ghi, thì cây nào nó có ghi mình mới biết để mình nói với anh em nha. Còn cây nó không ghi thì mình không biết, mình chẳng biết nói sao luôn. Không ghi mà nói có nghĩa là cái lời nói đó nó hên xui. Hên xui đúng không anh em? Cái này mình nói thật. Thì cái nào có ghi rõ ràng thì mình chắc chắn 100% nó ghi là đúng rồi. Thế còn nó không ghi là mình đoán hoặc là mình theo kinh nghiệm thôi nha anh em nha. Kinh nghiệm có thể đúng hoặc có thể không đúng, đúng không anh em? Đúng không? Cái này là chắc chắn, kinh nghiệm thì nó có thể đúng có thể không đúng thôi, chứ không thể kinh nghiệm 100% nó đúng được. Trừ khi là mình có qua Nhật rồi và ông Nhật cũng nói mình. Ok, để mình quay gần mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Đàn này mình bán với giá là 2 triệu nha anh em nha. 2 triệu thì mức giá tương đối rẻ, từ bình thường tầm này phải 3 triệu 3 triệu mấy rồi. Cây này 2 triệu nha. Test cần phím, test EQ các cái cho anh em coi nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nha. Rồi, anh em coi gần mặt tớp nè. Tổng quan cái mặt tớp của nó vẫn là đẹp nha. Chỗ này, ủa lướt xước đóng tiêu rồi. Nó mờ quá cho nên chắc anh em nhìn không thấy luôn đây nè. Em thấy không, cái chỗ lướt xước đây nè. Này không phải anh em nha. Chùi đi thôi. Câu rồi ta, đây. Lướt xước nè anh em thấy không? Lướt xước nhẹ, ui nhẹ quá. Nhỏ xíu luôn, đến mức anh em, đây đó, để xéo xéo cho anh em nhìn thấy nè, đó chạy nha, xước nha. Còn chỗ này thì nó mờ, nó lợt, nó nhợt nhạt lắm anh em, mà không có vấn đề gì luôn. Eo đẹp. Mình sẽ xước luôn. Để mình coi. Không phải xước. Cái chỗ này nó không phải xước cho anh em nha. Mà nó bị va quệt với một cái vật gì đó màu trắng và cái quệt đó dính vô đây của nó nha, nó không phải xước. Ngon lành luôn. Ở dưới đây nó cũng có cái vết này, nhưng mà mấy cái này linh tinh lắm, nhìn không thấy. Từ cái lớp sơn của thằng đàn này nó dày lắm, nó cứng cáp, dễ gì mà vô được nó. Cần phím thì êm anh em nha, cần phím êm ngon lành hết. Khóa xịn luôn, khóa zin theo đàn, có logo đầy đủ luôn nè anh em. Đây nè, có logo đóng cái chữ gì á. Lưng thì đẹp, lưng đẹp. Action đàn cũng đẹp luôn anh em. Nè, anh em coi nè, thấp hơn chuẩn đúng không? Nè, dây 1 nè, đúng ra chuẩn nó phải cao lên dây. Như vậy là nó thấp rồi nha anh em nha, nó thấp hơn cái mức chuẩn của mình rồi. Dây 6 cũng như vậy luôn anh em, đúng ra dây 6 nó phải cao lên, đây mình thấy đó, đúng rồi nó phải cao vậy đúng không? Nhưng mà dây 6 này nó thấp như vậy, nó êm tay hơn nha. Trong khi đó ngựa vẫn còn nhiều, anh em mình có thể hạ nữa hoặc nâng lên tùy ý mình nha. Rất là ok, ngon lành luôn. Với lại mình nói với anh em nghe nè, bữa mới có mấy anh em mua cái đàn này không có hiểu cái vòng này nè anh em. Nè, nó là cái vòng gỡ ra dán vô nha. Anh em không thích cái này, anh em có thể mua cái vòng khác dán vô. Có nhiều anh em mua cái này, mua cái đàn giống vậy nè, xong thấy cái chỗ này nó gỡ ra gỡ vô được, cái nó ủa sao kỳ vậy, đàn bị gì ra. Những cái đàn bình thường anh em chơi là cái vòng viền này nè, cái viền này là họ dán, họ ép vô gỗ luôn. Anh em hiểu không? Họ ép vô gỗ luôn, có nghĩa là in vô gỗ luôn. Rồi họ cán nó liền luôn nha, nó là một cái vòng khung luôn. Còn cái này nó là gỡ ra gỡ vô anh em, nó là gỡ ra gỡ vào được, gỡ ra rồi dán vào được. Này với mấy thằng ABX của Yamaha rồi đó, là những cái dòng này là tháo ra tháo vô nha anh em nha. Đó chứ để anh em nói cái này gỡ ra gỡ vô được thì là
không đúng hoặc là nó xấu hay nó này kia là nó không là không phải anh em nha. Hãng họ sản xuất như vậy là nó có ý đồ, có nghĩa là họ muốn cho người ta thay cái này được, có thể tháo ra mua cái miếng khác mình thích gắn vô nha. Đó, chứ không có vấn đề gì đâu, cái này gửi ra cái vô được là chuyện bình thường anh em. Dòng này dòng ABS của Yamaha á, mình hay giới thiệu cho anh em coi á, là hai dòng nó như vậy nha anh em nha. Hãng họ sản xuất như vậy. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em nghe. Mình test cần phím từ trên xuống dưới, ok hết, không nốt nào rè tè, không nốt nào lỗi gì hết nha. Mình rải vài hợp âm cho anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mọc của nó. Mình thấy cái âm mọc của những cái dòng đàn như thế này tiếng rất là thanh, rất là sáng. Mọc tuyệt vời luôn em, âm mọc tuyệt vời luôn, đàn giá rẻ chất lượng mà âm nó như vậy thì tuyệt vời. Anh em có 2 triệu đồng mà anh em có cái đàn ngon lành thì quá bằng nữa. Mình kết nối âm ly nha, cái EQ nó là 2 nấm nha, một cái là chỉnh volume, một cái chỉnh tone anh em nha. Kết nối âm ly đâu rồi, chưa bận không? Đó, nó hát tiếng ra đâu rồi, chưa bận volume. Âm hào nghe tiếng ấy đó, anh em bổ vào dây thấy cái phản hồi từ cái loa nó phản hồi lại. Cái này tiếng nó ra giống như tiếng kiểu đàn điện vậy anh em nha. Bên đó nó kêu là đàn electric, kêu đàn điện chứ không phải kêu như đàn thùng như mình, mà đàn thùng có gắm âm ly là bên Việt Nam mình kêu, còn bên Nhật họ kêu đàn này là đàn electric nha, mình mua từ Nhật về. Rồi mình sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm của đàn khi nó kết nối với âm ly nha. Em thấy cái âm nó kết nối với âm ly không, nó hay tuyệt vời luôn nè. Giá chỉ có 2 triệu đồng thôi, một cây đàn tốt đẹp chất lượng nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.